Bệnh cháy bìa lá gây hại cho cây lúa ra sao? Làm thế nào để phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa? Nội dung cụ thể sẽ được tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con, thì trong những năm vừa qua chúng ta thấy là cái bệnh cháy bìa lá do cái vi khuẩn Santomonas nó gây ra. Thì chúng ta thấy là cái vi khuẩn này là nó vừa gây cái bệnh cháy bìa lá ở trên lúa, và sau đó là nó tấn công luôn lên trên hạt. Và chúng ta thường thường thấy là nó bị từng chùm, đó là gọi là lép vàng. Còn nếu mà nó kết hợp luôn lên trên hột cùng với cái nấm khác á, thì chúng ta thấy là nó gọi là lem lép hạt, nó có những cái hạt màu đen. Do vậy mà cái con vi khuẩn Santomonas thì bây giờ rất là quan trọng. Chúng ta phải biết cái cách để chúng ta quản lý nó như thế nào. Hầu hết các ruộng bây giờ bà con xuống dưới ruộng nào cũng có cái con vi khuẩn cháy bìa lá này, nó gây hại hết. Cái thứ nhất là gì? Cái con vi khuẩn này là nó tấn công, một là qua cái vết thương. Cái thứ hai là có thể là qua cái khí cổng của cái lá lúa khi bà con bón nó hơi thừa đạm. Hoặc là cái phun cái kích thích thì cái lỗ khí cổng nó càng lớn thì nó dễ dàng nó chui vô, nó làm cho bị cháy bìa lá. Thì bà con biết rằng cháy bìa lá chúng ta thấy, tức là nó cháy từ trên chóp xuống, như cái lúc đầu là nó thể hiện chút xíu trên này, và sau đó nó kéo dần lên hai bên bìa, và nó khác những cái bệnh khác, thí dụ như cái bệnh vàng lá chín sớm. Thì bà con thấy ở đây nó chạy hai bên bìa, và cái bìa nó bị giận sóng. Nó bị giận sóng tức là cái lá nó bị rồi thì cái bìa nó không có thẳng nữa. Thì đó là chúng ta thấy là cái triệu chứng điển hình nhất là của vi khuẩn cháy bìa lá. Và để muốn phòng trị được cái đối tượng này thì khuyên bà con, một là xạ thưa, tại vì cái ẩm độ càng cao thì cái con vi khuẩn nó tấn công càng mạnh, bón nhiều phân đạm thì tấn công càng mạnh. Cái thứ hai là bón phân cân đối, mà bà con nên nhớ là cái phân kali với phân lân ngay từ đầu vụ nên đủ. Thường thường bà con cứ gieo xạ xuống bà con thấy nó tốt, cái đó là do đạm trong đất nó còn, thành ra bà con quên cái kali và quên cái lân đi. Thì cái lân là rất tốt để cho cây lúa nó phát triển cái bộ rễ, sau này nó ít đổ ngã hơn. Và lân cũng là một cái biện pháp để phòng trị cái mũi hành nữa bà con. Bón đủ lân rồi cái mũi hành nó sẽ ít hơn. Thì con vi khuẩn như thế. Và khi chúng ta điều tra là chúng ta thấy như thế nào? Tức là cái con vi khuẩn này nó tấn công luôn cả giai đoạn mạ. Nhưng mà cái giai đoạn mạ là mỗi một tuần lễ khoảng 7-8 ngày vậy, nó thay một cái lá. Cái con vi khuẩn này tấn công rất chậm. Rồi lúc đó chúng ta thấy là nó thay cái lá mới, bà con không thấy nữa. Cái lá cũ nó sẽ mất rồi. Và từ 40 ngày trở về sau, tức là từ lúa đồng trở về sau là cái lá nó vẫn còn 3 hoặc là 4 lá. Nó nằm đây, nó không có thay cái lá mới. Do vậy mà bà con chúng ta sẽ thấy cái bệnh này nó xuất hiện. Và thường thường bà con mình phun là giai đoạn trễ. Như kiểu này là quá muộn, cái lá này nó bị quá nặng rồi. Thường thường người ta khuyến cáo là bà con thấy ở trên chóp lá nó xuống khoảng chừng 2 cho tới 3 phân. Thì chúng ta phun gọi là phòng ngừa. Ngừa tức là ngừa những cái lá nó chưa bị bệnh như cái lá như thế này. Còn phòng trị là trị cái lá có bị bệnh rồi, thì lúc này nó không sẽ lây lan nữa. Còn nếu bà con không có phun ở trên lá là sau này nó sẽ tấn công lên trên cái bông, mình gọi là lem lép hạt đó. Thì bà con thấy là cái con vi khuẩn Santomonas khi mà nó tấn công sớm là cái bông mình nó bị lép, và mình gọi là lép vàng, nó lép hết trơn luôn và cái hột nó rất là sáng. Còn khi nó kết hợp với trên hột á, với một số cái loại nấm khác, thì bà con thấy là cái con vi khuẩn này nó tấn công từ trong cái cuống của cái hột lúa nó tấn công ra, và sau đó là mình lột ra mình thấy cái vỏ trấu này nó nhũng nước, thì cái đó là vi khuẩn Santomonas nó gây ra cái bệnh cháy bìa lá và lem lép hạt ở trên cây lúa. Bà con mình phải tìm được cái loại thuốc trị vi khuẩn, chứ không có lấy thuốc bệnh trị mà phải trị vi khuẩn thì nó hiệu quả hơn. Và xin cảm ơn bà con. Phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa hiệu quả: xạ thưa, không bón thừa phân đạm, bón phân cân đối, chú ý bón kali lần ngay từ đầu vụ, cần phun thuốc phòng trị và ngừa bệnh khi lá lúa có biểu hiện bệnh ở chóp lá từ 2 đến 3 mm, phải phun thuốc trị vi khuẩn, không dùng thuốc bệnh do nấm để phun trị bệnh cháy bìa lá.